Chào mừng quý khán giả đã đến với kênh tin tức Showbiz Việt Nam. Kính chúc quý khán giả có những giây phút trải nghiệm thật tuyệt vời bên chúng tôi. Ca sĩ Phi Nhung khoe ảnh hiếm hoi thuở thiếu nữ, fan tấm tắc khen nhan sắc bền vững khó tin. Nữ ca sĩ nhận cơn mưa lời khen khi khoe dung mạo vô cùng xinh đẹp thuở thanh xuân phơi phới của mình. Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ Phi Nhung khiến fan đứng ngồi không yên khi đăng tải hình ảnh thuở thiếu nữ của mình. Trong ảnh, cô diện quần yếm và áo thun, tóc xõa ngang vai, trông vô cùng trẻ trung. Bên cạnh hình ảnh thanh xuân phơi phới, Phi Nhung còn không ngại đăng kèm thì hiện tại để khán giả có thể chiêm ngưỡng. So với ngày xưa, dung mạo của nữ ca sĩ bây giờ không thay đổi nhiều. Tuy nhiên, chỉ có vóc dáng mảnh mai ngày nào giờ đã tròn trịa hơn mà thôi. Các fan vẫn mạnh dạn khẳng định đẹp bậc bất chấp tuổi tác. Phi Nhung đã khoe ảnh thuở thiếu nữ và hiện tại khiến ai cũng phải trầm trồ. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.